không chết không thôi báo thù cuộc chiến. Mãnh liệt chiến ý ở trong hắn tiêu đóng, không trung hắn về phía trước bước ra một bước, tiếp theo ở trong nháy mắt, hắn đã mang theo một đạo màu vàng bảy màu cầu phóng, lần nữa đánh về phía của Thiên Cổ Đông Phong. Thiên Cổ Đông Phong bản lòng cồn đã đến tay trái ở bên trong, đối mặt với khí thế như vậy cầu vòng của Đường Vũ Lân, hắn ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Đúng vào lúc này, sự lấy các học viện cùng với đường môn bên này các vị cường giả đồng thời lên không, đánh về phía của Truyền Linh Tháp một bên. Nếu như nói vừa rồi Truyền Linh Tháp còn cho rằng phe mình có sức liều mạng mà nói, như vậy sợ khắc này, phần này tự tin không còn lại chút gì. Đường Vũ Lân chiến thắng Thiên Cổ Đông Phong, ý nghĩa rằng sự lấy các học viện bên này nhiều ra một vị cực hạn đấu la sức chiến đấu. Tại loại tình huống này, Thiên Cổ Điện Đình đột nhiên hét lớn từng cái âm thanh, bằng vào chuẩn thần thực lực, hắn cái này tỏa lực ứng phó giống khiến ra ở đây mọi người động tác đều chỉ hoãn ra một lát. Bởi vì cách đó không xa, Thiên Cổ Thanh Phong sớm đã một bước đi tới Thiên Cổ Đồng Phòng bên cạnh, giúp hắn cùng một chỗ ngăn lại Đường Vũ Lân một kích. Sự lấy các học viện cùng với đường môn mọi người cũng thừa cơ hội này đi vào Đường Vũ Lân bên cạnh, song phương cách không sẵn có, Thiên Cổ Điện Đình trầm giọng quát. Đường Vũ Lân, người ý định muốn cùng với chúng ta ngọc nát đá tan, hiện tại có vượt qua 19 cái định trang hồn bạo đạn pháo nhắm vào trong các người sửa lại các học viện, ta cũng không tin các người có thể ngăn cản được. Nhìn xem hắn nhìn giống như mạnh mẽ lại có vài phần âm lẽ ở bên trong bộ sáng, Đường Vũ Lân đã biết rõ, hắn đã sợ. Đường Vũ Lân thản nhiên nói, đồng dạng thủ đoạn lại nhắm vào chúng ta một lần, vậy người đại khái có thể thử một chút, xem một chút khác học viện phòng ngự hệ thống đi. Từ Lăng Tử Thần tự mình chủ trì thành lập ra hồn đạo hàng ngũ hệ thống phòng ngự đã toàn bộ hoàn thành, đầy hết thấy, từ trong ngoại giới căn bản nhìn không ra, nhưng mà kể cả trận đường, phòng ngự dò xét nguyên vẹn, hệ thống đều đã lắp đặt hoàn tất, hơn nữa hoàn toàn là nhắm vào trong thập nhị cấp định cho hồn bạo đạn pháo mà dây. Chính là bởi vì hết thấy đều chuẩn bị xong, xử lý các học viện cùng với đường môn mới có thể khởi xướng lần này bá thù. Thiên Cổ Điện Đình sắc mặt cũng trắng lúc xanh, hắn lần thứ nhất cảm giác được Truyền Linh Tháp muốn chống cự không thể. Từ luận võ kén rẻ đến chiến thần điên, hai lần vào chạm đại bãi, xưa nay các học viện lúc này thực lực tăng lên trên rất nhanh, đạt đến cao đoàn chiến lực vượt xa Triều Linh Tháp trình độ. Quan trọng hơn chính là Vĩnh Hằng Thiên Quốc khiến cho Thiên Cổ Điện Đình bọn hắn đã mất đi đến từ nay liên bang quân đội tuyệt đối ủng hộ. Bọn hắn liên tục thất bại, cuối cùng gây thành ra trước mặt cục diện. Xưa nay các học viện bảy đại cực hạn đấu la, hơn nữa Đường Vũ Lân cùng với A Như Hằng hai đại có đường cực hạn đấu la chiến lực cao thủ. Loại thực lực này, loại này cường hãn sức chiến đấu, tại toàn bộ đấu la đại lục ở trong lịch sử, bất kỳ một cái nào tổ chức đều không có qua. Truyền Linh Tháp tuy cường đại, nhưng mà tổng cộng cũng liền chỉ có 5 vị cực hạn đấu la, những người khác thực lực cuối cùng hay vẫn là yếu đi một ít, mà số lấy các học viện cùng với đường môn hai cái đoàn số chiến đấu cũng không yếu, số lấy các thất quá đã lần lượt mà rõ ràng thực lực của bạn hắn. Trừ phi hiện tại chiến thần điệu chịu đứng ở trong Truyền Linh Tháp bên này, bằng không mà nói, bọn hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Đường Vũ Lân lần nữa giơ lên Hoàng Kim Long Thương, sự lấy các học viện cùng với đường môn bên này sáng lên trên mảng lớn hào quang. Một bộ mỹ lệ đấu khả nhào nhào xuất hiện ra ở các vị phong hào đấu la trên người. Tại đây chút ít hồn sư ở bên trong, một lửa trở lên người vậy mà đều mặc lấy ra vô cùng cường đại tứ tự đấu khải. Thiên Cổ Điện Đính một tia hy vọng cuối cùng cũng theo như những cái kia tứ tự đấu khải mà xuất hiện tàn vỡ. Tại sao có thể có nhiều như vậy tứ tự đấu khải? Đường Vũ Lân, thiên rèn lực lượng vậy mà vượt xa thần tượng chấn hoa sao? Thế nhưng mà đến lúc này, vô luận là hắn cảm thấy cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, đều không có bất kỳ ý nghĩa, bởi vì bọn hắn sắp sửa đối mặt là một trận hủy diệt giống như tai họa. Thiên Cổ Điện Đình kéo lên trên xuống, bắn lao ra Thiên Cổ Thanh Phong, thở dài một tiếng. Mà thôi, việc đã đến nước này, Thiên Cổ gia tộc nhận thua. Đường Vũ Lân ngơi chờ một chút, nói đến đây vị này chuẩn thần chậm rãi bè lên. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, đến lúc này hắn cũng không sợ đối phương sẽ phải hỏa chiêu gì. Thiên Cổ Điện Đình sắc mặt ẩm lãnh, Thiên Cổ Đông Phong, Thiên Cổ Thành Phong chậm rãi cũng ở bên cạnh hắn. Thiên Cổ Điện Đình chuyển hướng Truyền Linh Tháp một phương mọi người, chậm giọng nói, hôm nay chúng ta Thiên Cổ gia tộc nhận thua, chúng ta là làm rất nhiều chuyện, đến nơi này thời điểm cũng không có cái gì thay phủ nhận rồi, nhưng mà cũng là Thánh Lịch Giáo cầu kết chẳng qua là ta một nhà sự tình, cùng với Truyền Linh Tháp những người khác không có quan hệ. Nói xong câu đó, hắn một lần nữa chuyển hướng Đường Vũ Lân phương hướng. Các ngươi sửa lại các học viện không phải luôn luôn đều cho lá mình là công bằng minh bạch đấy sao? Tốt lắm, hiện tại chúng ta Thiên Cổ gia tộc nhận thua, chúng ta phụ thủ ba người, mặc kệ người xử trí, nhưng ta có cái yêu cầu, các ngươi không thể liên lụy đến Triều Linh Tháp những người khác. Đồng thời ta trải qua Thiên Cổ trưởng đình cũng không có tham dự đến chuyện ban đầu kiện bên trong. Ta chỉ hy vọng chúng ta Thiên Cổ gia tộc lưu lại một cái huyết mạch, lấy
như các người đáp ứng, chúng ta phụ thuộc ba người, tôi cũng chịu trói. Trong qua mà nói, chúng ta liền liều cái cá chết lưới rách. Lão phu có thể nói, lớn như dốc sức liều mạng mà nói, mạng mấy người các người cũng vấn đề hẳn là không lớn. Thiên cổ điện đình lúc này lần này lới ra vừa nói, ngược lại khiến cho Đường Vũ Lân có chút làm khó. Bọn hắn đã chiếm được tuyệt đối thượng phong, nhưng Đường Vũ Lân không nghĩ tới thiên cổ điện đình sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Hơn nữa thiên cổ điện đình cũng nói không sai, lớn như một vị chuẩn thần ý định dốc sức liều mạng mà nói, cho dù là đồng cấp bậc cường giả cũng không dám đơn giản ngạnh kháng. Chuẩn thần một cái mà nói thiêu đốt chính mình sinh mệnh hỏa diễm, tại trong thời gian ngắn ngủi này là có thể đụng chạm đến thần cấp độ đó. Thế nhưng mà liền như vậy buông tha thiên cổ trượng đình, về cùng về tứ, cái này cũng không phải Đường Vũ Lân nguyện ý thấy. Thiên cổ địa đình lời nói ra thành như vậy, Đường Vũ Lân lúc này cũng có một chút tiến thoái lưỡng nan rồi. Đường Vũ Lân đang đáp ứng mặc làm, không giận chó đánh mèo người khác, lớn như truyền linh tháp, những cường giả khác không cản trở bọn hắn, báo thù liền không có dễ dàng giết người. Mà cục diện lại trở thành như vậy, truyền linh tháp ở bên kia, dùng thiên cổ thiên phòng đấu là lãnh sao thú, cầm đầu rất nhiều cường giả nhãn thần phát sinh biến hóa. Ông cố, ta nguyện cùng với các người đồng sinh cộng tử. Thiên cổ trượng đình lúc này mãnh liệt vào xa, còn không đợi hắn vào tới thiên cổ địa đình bên cánh, thiên cổ đồng phòng lúc này giờ trườn lên, một cước đem hắn đạp bay. Cút xéo, cùng với na ở phía xa tiếp được thiên cổ trượng đình. Lúc trước Đường Vũ Lân thấy như vậy một màn thời điểm không khỏi lòng như dao cắt. Sự lãnh các học viện cùng với đường môn cường giá ai cũng không có mở miệng. Ở thời điểm này, chỉ có thể là có một âm thanh, vô luận Đường Vũ Lân như thế nào quyết định, đều là hai đại tổ chức cùng chung quyết định. Không hề nghi ngờ, chỉ cần bắt lại thiên cổ gia tộc ba đại cực hạng đấu la, thiên cổ gia tộc tại truyền linh tháp bên trong địa vị liền sẽ rớt xuống nghìn trường, để muốn một lần nữa quật khởi nó dễ vậy sao? Hơn nữa đã liền truyền linh tháp thực lực của bản thân cũng ở bên trên phạm vi lớn hạ thấp, ít nhất là tại trong ngàn năm cũng không thể nào uy hiếp được sự lấy các học viện cùng với đường môn rồi. Thành tựu đại lục hồn sư giới trọng yếu nhất tổ chức một trong, truyền linh tháp vẫn còn tồn tại ý nghĩa. Truyền linh tháp là hồn sư đám giành được hồn linh là quan trọng nhất con đường. Thời gian trôi qua, Đường Vũ Lân ở trong lòng có hai loại âm thanh là tại tối đối kháng. Lúc này thiên cổ điện đình tiếp tục nói, chúng ta còn nguyện ý làm ra bồi thường. Ta lời vừa nói ra là 19 quả kia cấp định cho hồn bạo đàn pháo cho các ngươi. Đồng thời chúng ta nguyện ý bồi thường một khoản tiền đầy đủ sửa lại khăng thất quái tân thành kiếm thiết liên. Hắn biết rõ sửa lại các học viện là không thể nào đem chọn cái triển linh tháp này hủy diệt, nếu không thì cũng sẽ không như vậy chính thức quang minh mà đến, chỉ cần điều động ra Vĩnh Hằng Thiên Quốc là được rồi. Dù sao tại bên ngoài không có ai biết Vĩnh Hằng Thiên Quốc đã rơi vào đường môn, Đường Vũ Lân ở trong tay bọn hắn. Đường Vũ Lân bọn hắn đường đường chính chính mà đến, nhất định là phải làm ra được đường đường chính chính, cho nên liền lụy cũng không phải là đồ sát. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, liền tại trong hắn muốn mở miệng ra thời điểm, đột nhiên thì một âm thanh từ trong đằng xa truyền đến. Tất cả mọi người sững sờ, hai đoàn cường đại khí tức từ xa xa nhanh chóng tới, có thể làm cho Đường Vũ Lân bọn hắn có loại cảm giác này, không hề nghi ngờ chỉ có cực hạng đấu la, vậy mà lại là có hai vị cực hạng đấu la chạy tới. Đường Vũ Lân lúc này lượn vô vàng ngưng thần nhìn lại, hai đạo thân ảnh tới nhanh chóng, nhưng mà hắn lại vậy mà đều biết, thấy rõ ràng người tới vẽ về phía sau, hắn thở ra một hơi, bởi vì hắn biết rõ, hai vị này tuyệt đối sẽ không đứng ở đối phương bên kia. Bây giờ phía trước người tới là hãn hải đấu la Trần Tiêm Kiệt, cùng với ngay tại lúc này xử lý các học viện quét dọn nhân công lão Trần, vô luận xuất hiện như thế nào biến cố, có quang ám đấu la lòng sạng nguyệt tại đó, quét dọn nhân công lão Trần là tuyệt đối không có khả năng đứng ở xử lý các học viện đối lập. Đi theo Trần Tâm Kiệt bên cạnh kia, người để cho Đường Vũ Lân lấy làm kinh hãi, vì này hắn đương nhiên cũng nhận thức ra, thậm chí còn tại quá khứ từng dưới trướng, chỉ là huyết thần quân đoàn trưởng, minh kính đấu là trưởng Nguyễn Vân, vì này như thế nào lại đến, hắn không phải hẳn là tại thủ vệ thông biên thông đạo sao, thân là huyết thần quân đoàn linh hồn nhân vật, không phải tình huống khẩn cấp sẽ không đơn giản ly khai cái kia. Trần Tâm Kiệt, ngươi muốn làm gì? Thế quét dọn nhân công lão Trần, quang ám đấu la lòng dạ nguyệt lóe lên chiến liền đến trước mặt của hắn, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị mà nhìn hắn. Trần Tâm Kiệt lúc này thần nghiệm sắc vốn dị thường là nghiêm túc, nhưng lúc này hắn nhìn thấy lòng dạ nguyệt tới thời điểm đó, lập tức trở lên mềm yếu. Nguyệt Nguyệt, chính sự ta có chính sự, chuyện này quan hệ đến đại lục nghìn vạn vạn sinh mệnh. Hiện tại ở thời điểm này, hồn sư giới không thể đào tự giết lẫn nhau, nhất định phải dắt tay đồng tâm mới được. Long Dạ Nguyệt lúc này sững sờ một chút,
Nàng biết rõ Trần Tâm Kiên không phải là cái loại này ăn nói lung tung người. Hắn nói là chính sự nhất định là trọng yếu phi thường. Nàng cũng không nhận ra Trương Huyễn Vân, nhưng nếu là cực hạn đấu là cấp độ cường giả, nghĩ đến cũng chính là người kia rồi. Huống chi lúc này Trương Huyễn Vân còn mặc thượng tướng quân phục, cái này rất có thể chứng minh thân phận. Trần Tâm Kiệt lướt qua Long Giả Nguyệt, đi vào đường phố lần cùng với Thiên Cổ Điện Đình ở giữa, trong giọng nói: đã xảy ra chuyện, các ngươi đều đừng đánh nữa. Vô luận có bao nhiêu thù hận, hiểu ra ở thời điểm này cũng không phải là động thủ thời điểm. Đường Phố Lân nghi hoặc nói: Trần lão đến cùng xảy ra chuyện gì? Trần Tâm Kiệt nghiêng đầu nhìn về phía của Trương Huyễn Vân: Huyễn Vân, ngươi tới nói đi. Đường Phố Lân lúc này mới chú ý tới, lúc này Trương Huyễn Vân sắc mặt dị thường khó coi. Hắn còn chưa bao giờ gặp qua Trương Huyễn Vân xuất hiện ra vẻ mặt như vậy. Cho dù đối mặt với Thâm Uyên Vị Diện, Thâm Uyên Triều Tịch, lúc này vị này vẫn như cũ chấn định. Thân sắc của hắn, Đường Phố Lân lập tức đã minh bạch, chỉ sợ thật sự có đại sự xảy ra. Vô tình Đố La Tào Lô Chí cũng bay tới, hắn cùng với Trương Huyễn Vân hợp lại nhiều năm, biết rõ ràng chính mình vị lã bằng hữu này luôn luôn đều là yên vui phái, vô luận đối mặt với cái dạng gì khó khăn, để biết dùng tốt nhất tâm tính đi ứng đối. Hắn dẫn đầu huyết thần quân đoàn như là một khối thiết bản. Hơn nữa Trương Huyễn Vân còn như là sửa lại các học viện người ủng hộ, chỉ có điều huyết thần quân đoàn trách nhiệm trọng đại, không thể đơn giản điều động mà thôi.